Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cơ quan chức năng Việt Nam ra nhiều nghị định, quy định khiến cho người dân phản ứng. Chẳng hạn như là quy định các cặp đôi phải khám sức khỏe trước khi kết hôn, rồi phụ nữ trên 33 tuổi thì không được mang thai, rồi nghị định 72 liên quan đến quản lý Internet, v.v. Bây giờ lại ra một cái quy định mới mà cũng gây phản ứng dữ dội trong công luận. Đó là quy định người dân hay là nhà báo chụp ảnh cảnh sát giao thông mà đang làm việc á, thì là phải xin phép. Hòa Ái và Trân Như thấy sao? Người dân phản ứng như vậy là đúng rồi chị Diễm Thi. Cảnh sát giao thông làm gì mà bí mật tới cái nỗi mà bây giờ cấm không cho nhà báo rồi người dân chụp hình kiểu này thì chắc... Hòa Ái thì đồng ý với anh Trân Như vừa mới nói một nửa đó. Nhưng mà tại vì thời đại công... gọi là thời đại công nghệ mà, thành ra thông tin như hiện nay thì người ta dùng cái điện thoại di động á, thì Hòa Ái nghĩ rằng là chắc bây giờ ai điện thoại di động nào cũng có cái camera để chụp hình hết. Thì người ta cứ quay phim rồi chụp hình rồi đưa lên mạng xã hội thôi. Thì đây được coi là một hình thức ngăn chặn tiêu cực trong ngành cảnh sát giao thông. Đã từng có người dân là đề nghị với Bộ trưởng Công an là lập trang Facebook đó để mà tiếp nhận phản ánh của người dân khắp cả nước về những cái tiêu cực của lực lượng cảnh sát giao thông. Cái lệnh cấm cũng có phần tế nhị, lại cứ mà cái chuyện công an giao thông mà cứ dám dúi rồi nhận tiền của người đi đường đó mà bị trưng ra cho bàn dân thiên hạ thì chắc cũng hơi quê ha. Thì bởi vậy cho nên cái chuyện mà lập Facebook thì rất là khó. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã liệt kê Việt Nam trong danh sách là kẻ thù của Internet. Rồi thì nghị định 72 vừa ban hành để mà kiểm soát toàn diện và liên tục trên mạng. Có nghĩa là chính quyền Việt Nam không chấp nhận cái chuyện làm bạn với mạng xã hội. Thì làm sao mà có cái chuyện công an mà là Facebook để mà tiếp nhận ý kiến của người dân? Dạ vâng, ông Trần Sơn Hà thì là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đó. Thì ông luôn miệng nói là mong muốn người dân phải giám sát rồi phát hiện cái trường hợp sai phạm phản ánh qua cái đường dây nóng hoặc là có đơn thư khiếu nại. Ông nói là chúng tôi sẽ sẵn sàng giải quyết. Thế nhưng bây giờ đó lại cấm chụp hình thì... Lấy đâu ra bằng chứng để họ giải quyết. Vậy thì cái chuyện mà cấm chụp hình quay phim cảnh sát giao thông đó là một cách tiếp tay cho tiêu cực rồi, phải không? Đúng rồi. Thật ra thì văn bản không có nói là chữ cấm, không có đề, không có nói trong đó, nhưng mà cái việc quay phim chụp hình của người dân và nhà báo phải xin phép đó thì vô hình chung là khiến cho người ta hiểu rằng là tất cả mọi người không được chụp ảnh quay phim cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, trừ khi là có được sự cho phép của anh cảnh sát mà thôi. Thử hỏi thì có ai mà cho phép người khác chụp hình mình trong khi mà để mà tố cáo mình không ta? Bởi vậy nghe hết sức là buồn cười. Đó là chưa kể là ra cái luật này thì vi phạm cái luật khác. Thứ nhất á, là luật cho phép công dân được quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước để mà tố cáo tiêu cực. Thế nhưng mà không cho chụp hình quay phim thì làm sao mà giám sát? Thứ hai là vi phạm luật báo chí. Khi tác nghiệp thì nhà báo thực hiện thông tin bằng hình ảnh, bằng âm thanh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng theo ông Trần Sơn Hà, cái mục đích chính của văn bản này là nhằm làm cho làm trong sạch những cái rồi vững mạnh cái lực lượng, rồi đảm bảo cái quyền giám sát của người dân, đề phòng các đối tượng giả danh lợi dụng quay phim chụp ảnh để làm bậy. Theo ông nói là như vậy. Thì nếu mà giả danh thì đó lại là cái chuyện khác rồi, đúng không ạ? Người giả danh sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Không thể vì thế mà cấm chụp hình được. Chả lẽ không bây giờ không quản lý được thì cấm? Nghe nó hơi mâu thuẫn không ạ? Theo ý kiến của người dân ở trong nước thì nói rằng là cây ngai không hề sợ chết đứng. Thì nếu như mà anh cảnh sát làm đúng thì có gì đâu mà phải sợ người dân đưa hình ảnh của mình lên Facebook rồi bình luận bậy bạ được. Hầu hết thì các vụ tiêu cực đó là đều bị phanh phui hết là do người dân hay là báo chí rồi phát hiện tố cáo. Nay quy định này ra đời thì giống như là tạo điều kiện cho nhiều cảnh sát giao thông cứ thoải mái. Cái quy định nào đó ban ra thì cũng có người đồng tình, cũng có người không đồng tình. Thế nhưng mà cái quy định vừa mới ra đời đó thì hầu hết là người dân đều phản đối. Cái điều đó là đủ nói lên cái niềm tin của người dân đối với ngành cảnh sát giao thông đã xuống phải nói là quá thấp. Và cái chuyện tiêu cực của ngành này đã quá rõ. Không biết là ngày xưa hộ chị Diễm Thi còn ở Việt Nam thì có bị cảnh sát giao thông vòi vĩnh đòi là sáng chưa uống cà phê hay không? Làm sao mà thoát được, đúng không ạ? Diễm Thi nhớ có lần là Diễm Thi quẹo phải nhưng mà quên bật cái đèn quẹo phải. Thì vừa mới quẹo phải một cái là có một anh cảnh sát giao thông chồm ra tiết còi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình vi phạm thì mình chấp nhận giấy phạt thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề là viên cảnh sát giao thông đó đòi giữ giấy tờ tùy thân còn là giam xe. Xong một hồi năn nỉ thì anh ta nói là bây giờ đưa tiền đi, anh ta đi nộp dùm, anh ta đi đóng tiền luôn dùm. Luôn cái chuyện đi nộp dùm. Rồi thì trả lại xe, trả lại giấy tờ xe thì dĩ nhiên mình rất là mừng rồi. Tại vì
móc tiền ra đưa liền mà cũng không thấy đưa biên lai, cũng không dám hỏi, tại vì hỏi rồi anh ta đổi ý thì coi như thì mệt, coi như không đó xui. Như vậy là chị Diễm Thi góp phần làm cho cảnh sát giao thông tiêu cực. Tiêu cực. Tiếp tay cho tiêu cực. Nếu mà lỗi bị... Thì cũng có thể lỗi đó không đáng bị giăng xe. Đúng rồi. Chân Như đó thì không có sống ở Việt Nam cho nên Chân Như nói như vậy thôi. Chứ còn chuyện mà cảnh sát giao thông ăn hối lộ hay là mãi lộ đó, hay là vòi vĩnh tiền bạc là chuyện không có gì để mà bàn cãi nữa. Tại giống như là sống chung với lũ rồi. Biết là mình góp phần làm cho nạn tiêu cực có đất sống, thế nhưng mà nếu không chấp nhận sống chung với lũ đó thì thiệt thân thôi, không có xe đi làm, đi học. Rồi nếu mà bị giam xe đó thì lấy xe về rồi có khi không nhận ra chiếc xe thân yêu của mình nữa. Nếu hồi đó mà có iPhone như bây giờ đó thì Diễm Thi sẽ ghi âm lại cái chuyện mà đòi nộp phạt dùng. Thì chắc chắn là như đó là đủ làm bằng chứng rồi. Và mình cũng sẽ không đưa tiền, tại vì nếu đưa tiền thì cũng là phạm luật rồi. Nhưng mà bây giờ thì luật mới là không được quay phim, không được chụp hình. Vấn đề là chỗ đó đó. Vậy thì rõ ràng là cái chuyện quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông nó quá có lợi trong cái việc ngăn chặn tiêu cực của cảnh sát giao thông. Thế mới biết là vì sao mà người dân phản ứng mạnh với quy định cấm mới ban hành của Bộ Công an. Vâng, chắc chắn là cái quy định này nó phải chỉnh sửa sao cho nó phù hợp với cái hợp trước khi nó có hiệu lực. Dạ vâng, đúng thế. Vâng, thưa quý vị, Trần Như, Hòa Ái và chị Diễm Thi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.